Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay, episode thứ 32. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần thì chúng ta vẫn có chương trình chuyện cuối tuần, chủ yếu là đề cập tới cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ, để quý vị khán giả ở khắp nơi, kể cả ở Việt Nam, có dịp đối chiếu so sánh và phân tích để hiểu rõ hơn về cuộc sống của người Việt ở hải ngoại nói chung và ở Hoa Kỳ nói riêng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và quý vị, hôm nay là ngày 27 Tây tháng 4. Còn 3 ngày nữa, đánh dấu đúng 49 năm người Việt cộng đồng chúng ta đã có mặt tại Hoa Kỳ. Và đây được xem là một cái biến cố đau thương của miền Nam Việt Nam trước đây. Còn 3 ngày nữa. Tuy nhiên thì với người Việt thì sau 49 năm hiện diện tại Hoa Kỳ thì chúng ta đã có một cái chương mới. Chúng ta đã có một cái lịch sử mới và đã tới lúc chúng ta phải viết lại cái lịch sử thành lập cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và chúng ta thường nói rằng là người Việt hải ngoại hay là những người Việt tị nạn cộng sản. Đây là cái ngôn ngữ của chúng ta. Và quý vị, để mà nói về cái vấn đề này, có lẽ là tôi sẽ cái chương trình chuyện cuối tuần episode thứ 32 ngày hôm nay, tôi sẽ lược lại một cái quá trình mà người Việt đã thành lập và đã trưởng thành ở trong cái môi trường của Hoa Kỳ và cái cuộc sống mới. Quý vị có thể nói rằng là cái người Việt xuất hiện ở Hoa Kỳ vẫn chưa dừng lại. Hiện nay thì trên cái sở thống kê dân số của năm 2020, chúng ta có 2,1 triệu người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ. Đây là con số chính thức những người đã ghi danh với sở thống kê, thì họ căn cứ trên con số này. Tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều người Việt không có ghi danh cái số thống kê. Do đó thì ước lượng cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ thì có khoảng từ 2 triệu 2 cho tới 2 triệu rưỡi người. Đây là con số thực tế. Còn con số chính thức của Sở Thống kê Dân số năm 2020 thì chúng ta có 2,1 triệu người sinh sống tại Mỹ. Và các vị, chúng ta tới Mỹ từ giai đoạn khác nhau. Giống như tôi đã từng trình bày trước đây trong nhiều cái chương trình trước của tôi, người Việt tới Mỹ ở những giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn đầu tiên là một số những người du học tại Mỹ trước năm 1975, và do cái biến cố 30 tháng 4 họ kẹt lại, thì con số này không nhiều lắm. Có thể nói là con số này có nhưng mà không nhiều lắm. Và con số nhiều bắt đầu từ cái giai đoạn của dấu mốc năm 1975. Và thời kỳ đầu, tức là cái giai đoạn đầu, là cái giai đoạn được gọi là di tản. Tức là họ di tản trực tiếp từ Việt Nam, rồi sau đó được chuyển tới đảo Guam và đi trực tiếp qua Hoa Kỳ, không qua bất kỳ một trại tị nạn nào. Thì đây là cái giai đoạn di tản của năm 1975. Thì quý vị, giai đoạn này thì đã có hàng ngàn người rồi. Thì quý vị, sau cái giai đoạn của di tản, khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, cưỡng bức tất cả những quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi trong các trại tù mà họ gọi là trại cải tạo, thì cái làn sóng đào thoát khỏi Việt Nam bằng nhiều cái hình thức khác nhau, từ đường bộ cho tới đường biển, đã diễn ra. Và cho tới năm 1979, chính thức thì Liên Hiệp Quốc trong tháng 7, tôi nhớ không lầm là tháng 7, là chính thức thành lập tất cả các trại tị nạn ở khu vực Đông Nam Á để đón những người vượt biên, vượt biển ở Việt Nam đào thoát ra khỏi chế độ Cộng sản. Thì tuy nhiên trong 4 năm, từ năm 1975 cho tới năm 1979, thì cái làn sóng vượt biên đã có. Tuy nhiên lúc đó nó chưa thành lập tất cả những trại tị nạn, chỉ là những trại tạm thời của những quốc gia xung quanh Việt Nam. Họ lập ra tạm thời để giúp đón tiếp những người Việt đào thoát ra khỏi Cộng sản. Và sau đó thì các quốc gia Tây Phương, kể mà chính thức là Hoa Kỳ và Úc, là hai quốc gia đứng đầu, và kể cả Canada nữa, là đã hỗ trợ cho một số người Việt đi tái định cư. Đi tái định cư ở những quốc gia khác. Chính thức mà thành lập trại tị nạn dành cho người Việt vượt biển. Thì cái thời điểm mà quý vị, từ năm 1975 cho tới năm 1979, họ không gọi chúng tôi là refugee. Họ gọi chúng tôi là boat people, tức là những thuyền nhân. Những người vượt biển bằng thuyền, thì họ gọi chúng tôi là thuyền nhân.
và cho tới năm 1979 khi mà trại tị nạn được chính thức Liên Hợp Quốc lập ra ở khắp các quốc gia Đông Nam Á, trong đó gồm có Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong. Đây là những cái nơi mà đã đón tiếp người tị nạn. Thì sau năm 1979 thì chúng tôi mới được gọi là refugee, người tị nạn. Còn trước cái giai đoạn đó thì người ta gọi chúng tôi là boat people. Tuy nhiên cái chữ boat people này nó vẫn được áp dụng sau năm 1979. Chứ không phải là chỉ đến năm 1979 là chấm dứt. Mà đôi lúc họ gọi chúng tôi là refugee, Vietnamese refugee hay là Vietnamese boat people, tức là những người thuyền nhân Việt Nam hay là những người tị nạn Việt Nam. Thì quý vị, đây là cái giai đoạn vượt biên. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, thì sau khi mà chính phủ của Tổng thống Bush Cha đã thương thảo với Cộng sản Việt Nam, giải tỏa lệnh cấm vận cho Cộng sản Việt Nam, đổi lại cho tất cả quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ được tái định cư tại Mỹ. Những người nào học tập cải tạo trên 3 năm thì được tái định cư tại Mỹ. Thì thời điểm này, cái chương trình ODP, tức là ra đi có trật tự, chương trình dành cho con lai và chương trình của những người đi theo cái diện HO, tức là Humanity Operation, nó đã diễn ra. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà người ta gọi là chương trình HO. Người ta hay gọi chương trình HO nhiều. Tuy nhiên, đây giai đoạn này thì đoàn tụ gia đình cũng nhiều. Tức là những người mà được bảo lãnh cho thân nhân của họ từ Việt Nam qua, thì cái giai đoạn 90, đầu năm 90 là được tái xoét trở lại và được đi ra tái định cư với cái tình trạng gọi là đoàn tụ gia đình. Và các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa học tập cải tạo trên 3 năm thì sẽ được chính phủ Mỹ cho tái định cư lại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì những cái trường hợp của các con lai ở Việt Nam cũng được duyệt xét trong giai đoạn này. Thì quý vị, đây là cái giai đoạn mà gọi là tái định cư và cái giai đoạn được gọi là sắp xếp cho một cái chiến dịch nhân đạo của Hoa Kỳ. Rồi quý vị, cùng một lượt song hành và cuối thập niên 90 thì toàn bộ cái chương trình HO đã chấm dứt. Tức là những cái chương trình tái định cư cho các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã chấm dứt. Chương trình con lai cũng đã chấm dứt và chỉ còn lại là chương trình ODP, tức là ra đi có trật tự. Thì cái chương trình này nó vẫn tồn tại tới ngày hôm nay, bảo lãnh gia đình. Và sau cái giai đoạn của năm 2000 thì vẫn có những người Việt tới Mỹ, ngoại trừ cái chương trình mà ODP, tức là tái định cư ra, mà họ đã duyệt xét hồ sơ. Thì các cái chương trình còn lại gần như là họ vẫn tiếp tục tới Mỹ với cái tình gọi là kết hôn. Đây là cái trường hợp đi lẻ nhất. Hoặc là đi qua đây bằng cách là sau này thì có một số người có tiền bạc ở Việt Nam, họ tìm cách định cư ở Mỹ bằng cái chương trình đầu tư. Thì nhưng mà thật sự ở cái chương trình này ở Mỹ rất là ít. Người Việt ở Mỹ mà định cư bằng gọi là đầu tư EB-5 thì rất là ít. Lý do là tại vì cái vấn đề luật lệ của Cộng sản Việt Nam nó khác với Trung Quốc. Hầu như 100 cái hồ sơ mà đi EB-5 đó, tức là đầu tư để có được cái quyền định cư tại Mỹ đó, thì coi như là 100 hồ sơ thì 90-95 hồ sơ đến từ Trung Quốc chứ không phải từ Việt Nam. Lý do tại sao? Là bởi vì luật của Mỹ đòi hỏi rõ ràng cái nguồn đầu tư ở đâu ra. Thì quý vị, nó phải được chuyển ngân tiền trực tiếp từ Việt Nam qua. Nhưng để chuyển ngân từ phong Việt Nam mà qua ngân hàng bên Mỹ, thì Ngân hàng Cộng sản Việt Nam nó lại đòi hỏi phải có cái giấy phép của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Và do đó thì nó gây khó khăn rất là nhiều. Thường thường thì những người mà tái định cư ở Mỹ từ Việt Nam theo hình thức đầu tư, họ đi qua một quốc gia thứ ba, chứ họ không có đi trực tiếp từ bên Mỹ, tại vì họ không có rõ ràng trong cái số tiền mà họ chuyển qua Mỹ một cách hợp pháp. Còn nếu mà chuyển lậu thì coi như là không có tính với Sở Di trú Mỹ. Do đó thì tôi không nói cái vấn đề chuyển tiền lậu. Ok quý vị. Thì thường thường họ chuyển qua cái quốc gia thứ ba, tức là họ dùng tiền của họ mua một cái tài sản nào đó về địa ốc, về đất đai, nhà cửa ở một cái quốc gia thứ ba để có cái quyền định cư dễ hơn. Rồi từ ở đó họ bán hết tài sản của họ để di dân qua Mỹ. Thì nó đi qua một quốc gia thứ ba chứ nó không đi trực tiếp từ bên Mỹ. Thì nhưng mà cái ít nhất cũng có một số người đi trực tiếp từ Việt Nam qua Mỹ theo cái hình thức của EB-5, tức là đầu tư để mà có quyền định tái định cư đó. Thì quý vị, đây là những cái giai đoạn của người Việt tới Mỹ. Tức là tới bây giờ nó vẫn còn đang diễn ra chứ không phải chấm dứt. Tức là tôi đã từng nói quý vị
là người Việt Nam vẫn tiếp tục vượt biên ra khỏi Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau, trong từng giai đoạn khác nhau. Cho tới giờ phút này còn rất nhiều những người rất là muốn đi qua Mỹ hoặc là thoát khỏi Việt Nam bằng nhiều hình thức và bằng nhiều cách khác nhau, có kể cả hợp pháp, kể cả bất hợp pháp. Thì đại khái là cái lượng người Việt ở Mỹ hiện nay là trên quy tắc là 2,5 triệu, trên chính thức là 2,1 triệu, nhưng mà trên thực tế có thể lên tới 2,5 triệu người. Thì quý vị, đó là cái quá trình của người Việt ở Mỹ. Ok, rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần thứ hai là quá trình tạo dựng của người Việt ở Mỹ. Thì quý vị, giống như tôi đã nói, thời kỳ đầu của tất cả mọi người, không kỳ bất kỳ ai cả, khi mà tới Mỹ là hai bàn tay trắng. Khi mà tới Mỹ là hai bàn tay trắng, phải làm lại tất cả mọi thứ từ đầu, từ học hành, việc làm, tất cả phải làm lại từ đầu. Thì nó sẽ mất độ khoảng mấy năm để mà ổn định, chứ không có qua đây, trừ những người sau này đi qua EB5, tức là họ có tiền qua, họ mở công ty để mà họ đầu tư đó thì tôi không nói. Nhưng tất cả những cái trường hợp, từ cái trường hợp mà di tản, vượt biển, rồi định cư theo cái diện đoàn tụ, cho tới định cư theo cái diện HO, thì tất cả những người đó qua đây phải start up từ hai bàn tay trắng, bắt đầu từ lại từ đầu. Thì quý vị, bắt đầu lại từ đầu thì thường thường chúng tôi phải đi học, tức là tranh thủ, nếu cái tuổi mình còn trẻ thì tranh thủ vừa đi học vừa đi làm. Còn những cái tuổi lớn hơn, tức là từ 35-40 trở lên, thì học một cái nghề chuyên môn ngắn hạn để có cái việc làm. Nghề chuyên môn ngắn hạn có thể là thợ máy, tức là thợ sửa xe, hay là technician, thợ mà kỹ thuật mà được đào tạo ngắn hạn ở trong các công xưởng, hay là nghề nail, nghề tóc, những cái nghề mà rất là dễ và có cái bằng đó trong một cái khoảng thời gian ngắn. Thì họ học xong cái nghề này thì họ ra họ đi làm cho những công xưởng, đi làm cho những cửa tiệm. Thì quý vị, nó mất thời gian khoảng từ 3 năm cho tới 5 năm để ổn định cuộc sống. Nào là phải thi bằng lái xe, tự mình đi mướn nhà, tự mình lo tất cả mọi thứ. Thì lúc đầu thì sẽ có những người thân, những người bạn bè hỗ trợ cho họ, hoặc là các cái tôn giáo giúp cho họ, thứ nhất là hiểu cuộc sống bên Mỹ như thế nào. Từ lái xe, đi xin giấy tờ, cho tới những cái việc lặt vặt về hành chính. Rồi thứ hai là cách kiếm việc làm việc như thế nào, trong giai đoạn đầu ra sao, đi không có xe thì phải đi carpool, tức là đi ké xe người khác, thì phải share lại cái tiền xăng. Đại khái như vậy, thì đây là cái rất là bình thường trong cuộc sống ở Mỹ. Và hầu hết đều sẽ phải trải qua những cái giai đoạn đầu làm những công việc rất cực nhọc. Vừa cực nhọc mà vừa rất là gian nan. Ví dụ như có những người đi làm janitor trong các bệnh viện, tức là quét dọn trong các bệnh viện, các văn phòng, các công xưởng. Thì nghề này rất là cực, tại phải dọn tất cả nhà vệ sinh, quét dọn sạch sẽ vân vân. Hoặc là làm những cái nghề về giúp cho những cái người mà bị liệt, bị bán thân bất toại, bị stroke, hay là những người lớn tuổi, giúp cho họ tắm rửa, thay quần áo, rồi đút đồ ăn cho họ và đưa họ uống thuốc vân vân. Thì quý vị, đa số người Việt khi mới qua tái định cư đều đi vào những nghề này, hoặc là làm trong những cái nhà hàng, những cái chợ. Đây là cái giai đoạn đầu không ai tránh khỏi cả. Kể cả tôi lúc mà còn là sinh viên vẫn đi làm trong nhà hàng. Thì quý vị, tất cả người Việt khi mà tới tái định cư ở Hoa Kỳ đều phải start up, đều phải bắt đầu lại ngay từ đầu. Những công việc nặng nhọc nhất, những công việc gọi là cực khổ nhất phải làm. Rồi sau một thời gian 3 năm tới 5 năm, thì lúc đó cái ít nhất là hiểu được đời sống, hội nhập được một phần nào của đời sống, thì lúc đó mới định hướng đi của mình. Có những người chấp nhận vừa đi học, vừa đi làm và xin được cái học ở một cái trường college nào đó, tức là community college nào đó để chuẩn bị lên đại học đó, thì để mà có một cái bằng cấp cao hơn. Có những người thì từ cái công việc mà nhặn nhọc lúc ban đầu thì họ định hướng được họ đi về cái hướng nào về cái công việc của họ. Ví dụ như họ duy trì cái đó, có thể họ làm 10 năm, 20 năm luôn. Họ an phận với cái nghề đó. Họ an phận với cái nghề họ đang có và không có ý định thay đổi cái nghề của họ. Và có những người sau 3 năm tới 5 năm thì khi mà bà trải qua một cái giai đoạn cực khổ, ổn định rồi, thì họ muốn tự do hơn, tức là không bị ràng buộc bởi giờ giấc làm việc, thì họ làm những nghề tự do. Thì những nghề tự do này thì nó được cái là thời gian cho mình chủ động, nhưng cái tài chánh thì nó bấp bênh, tức là tài chánh nó sẽ không được ổn định. Đi làm cho một công hạ, một cái hãng xưởng, một cái tiệm
thì cái tiền lương cố định hoặc là cái tiền mà khách hàng mà mình làm nail làm tóc nó cố định thì ít nhất là mình có được cái lợi tức hàng tháng. Còn mà nếu làm những nghề tự do, ví dụ như là bán bảo hiểm rồi làm ngành địa ốc hay là một số những cái dịch vụ khác thì quý vị, nó cái nghề này thì nó cái lương của nó lại bấp bênh lắm. Tháng thì có rất nhiều tiền, trúng mối thì nhiều tiền, tháng mà không trúng mối thì coi như ở không, không có cắt bạc nào hết. Thì cái nghề tự do, nhưng mà được lại thì là mình tự do trong cái thời gian của mình, không bị ràng buộc là phải đến đúng giờ tới hạn tới tiệm vân vân. Thì có những người chọn những cái nghề này và họ thành công. Và họ thành công thì cuối rồi sau cái giai đoạn đầu, tức là từ 5 năm cho tới 10 năm là họ đi vào ổn định. Ổn định tức là có những người sớm thì có thể mua được một căn nhà. Có những người không kịp thì phải tiếp tục ở nhà mướn, ở nhà thuê chứ không có được một căn nhà ở. Nhưng có những người thì họ biết cách thu vén, họ biết cách huy động cả gia đình để mà để dành tiền. Thì sau 5 năm tới 10 năm là họ đã có được một cái tiền trũng đỉnh chút đỉnh để mà down mua một căn nhà. Thì quý vị, khi có một căn nhà thì người ta có một cái cảm giác, mặc dù rằng nợ ngân hàng vẫn còn, nhưng họ có cảm giác đây là cái tài sản đầu tiên của mình. Do đó họ tìm đủ mọi cách để mà cố gắng trả nợ ngân hàng đúng hẹn để mà giữ được cái tài sản này, bởi vì nó là cái tương lai. Thì quý vị, đó là cái quá trình gọi là hội nhập của người Việt ở hải ngoại. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba là lúc đó là có thể là đã sanh con và con cái đã bắt đầu lớn lên trưởng thành ở cái thế hệ thứ hai rồi. Thì thường thường những người ở đây là cái tuổi trung niên, tức là từ 45 cho tới 45 trở lên là bắt đầu là con cái đã lớn rồi, tức là ít nhất nó cũng học một vài năm trong trường đại học rồi, tức là qua khỏi cái tuổi 18. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn tôi cho rằng là bắt đầu gọi là có sự gọi là sung túc thịnh vượng, tức là sau ít nhất là 10 năm cho tới 20 năm thì đã có một chút tài sản, đã có một cái đời sống sung túc hơn. Sung túc hơn, tức là con cái đã bắt đầu đi học là đại học rồi, thì thời điểm này là cái thời điểm mà rất là tốt cho những người đó, là họ có thể làm nhàn nhã hơn, không có cần giống như cái giai đoạn đầu tiên. Thì quý vị, cái lộ trình này là một cái lộ trình rất bình thường. Rất bình thường trong cái đời sống của người Việt ở hải ngoại, trừ những cái trường hợp cá biệt là may mắn và cộng thêm tài năng thì họ nhanh chóng là họ trở thành những triệu phú. Những triệu phú có thể là do tài năng của họ ở công một cái lĩnh vực nào đó, hay là do cái sự may mắn của họ thì họ nhanh chóng trở thành triệu phú, chủ nhân của cái hãng, hay là chủ của một cái trung tâm y tế, hay là có thể làm chủ một cái một số những cái tòa building thương mại cho mướn, đại khái như vậy. Thì sau cái giai đoạn từ 10 năm tới 20 năm là cái giai đoạn mà tôi gọi là thời điểm sung túc của người Việt. Trừ những cái trường hợp cá nhân thành công đó ra thì tôi nói rằng cái cuộc sống bình thường là những người đó đi vào sung túc. Tức là họ không còn bận bịu lắm cho cái vấn đề tài chánh nữa. Không còn bận bịu lắm. Thì quý vị, đó là cái giai đoạn thành lập và cái quá trình của người Việt khi mà họ phải trải qua tất cả những cái làm lại từ đầu. Tại vì giống như tôi nói, khi qua tới Mỹ, tất cả phải từ hai bàn tay trắng. Và cuối cùng thì họ tạo được tài sản cho chính họ. Sau 20 năm ở Mỹ, thì họ tạo được cái tài sản riêng biệt cho họ. Tức là tự tay họ tạo ra, chứ không có nhờ vả ai cả. Đây là cái lộ trình không phải riêng cộng đồng người Việt đâu. Cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Đại Hàn, cộng đồng người Philippines hay là cộng đồng người Ấn Độ, họ cũng đều trải qua y chang như mình. Có điều là những cái thế hệ kế tiếp thì cái sự phát triển của mỗi cộng đồng khác nhau, do cái bối cảnh của mỗi một quốc gia khi mà họ cư ngụ. Những quốc gia tôi nói là họ không có bối cảnh chiến tranh nhiều, thì do đó họ có một cái đi đi về về giữa cái quốc gia gốc của họ và cái đời sống của họ ở đây. Còn ngược lại, riêng cộng đồng người Việt là bị disconnect hoàn toàn. Ngoại trừ thân nhân còn kẹt ở Việt Nam ra, thì họ không có dính dáng gì tới cái chế độ cai trị ở Việt Nam hết. Thậm chí là đối lập và có những cái sự đối đầu nữa. Do đó, cộng đồng người Việt gần như là họ không có một cái sự backup nào hết. Họ phải xây dựng toàn bộ cộng đồng bằng hai bàn tay trắng, bằng chính bản thân của họ. Chính vì vậy, ngày hôm nay quý vị thấy tại sao người Việt họ tự hào khi họ thành công, là bởi vì họ không có nương nhờ vào cái quốc gia gốc. Trong khi những cộng đồng khác thì họ có những cái quốc gia gốc hỗ trợ. Đôi lúc họ được những cái quốc gia gốc hỗ trợ.
thì con đường họ đi nhanh hơn về mặt tài chính kinh tế. Thì quý vị thấy người Việt gần như là không có, mà đa số là họ phải bắt đầu từ con số 0 ở dưới ở đây. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy rồi đó, rất nhiều những khu phố do người Việt làm chủ, có nhiều cái công ty lớn do người Việt làm chủ, và có rất nhiều người Việt làm việc ở trong các cơ cấu của chính quyền địa phương liên bang, từ những cái vị trí được bổ nhiệm cho tới những vị trí được dân bầu, họ nằm ở khắp nơi hết. Và ngay cả trong cái lĩnh vực quốc phòng cũng có rất nhiều những chỉ huy, những tư lệnh là gốc Việt. Rồi kể cả những cái lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật cho tới những cái ngành y khoa, ngành luật vân vân, thì người Việt chúng ta đã có mặt ở tất cả các lĩnh vực. Thì hôm trước tôi có làm một cái chương trình cho quý vị thấy là còn những cái sự thiếu sót. Thì quý vị, sự thiếu sót này cũng không có gì là lạ cả, tại vì chúng ta mới có 49 năm. Ngày 3 ngày nữa đánh dấu đúng 30 tháng 4 là chúng ta 49 năm thôi. So với những cộng đồng khác họ có mặt ở đây cả một trên 100 năm. Trên 100 năm rồi. Do đó thì mình đã đi một con đường rất là nhanh chứ không phải chậm đâu. Nếu mà tôi đánh giá một cách gọi là so sánh với những cộng đồng khác, cộng đồng người Việt chúng ta đi khá nhanh về mặt kinh tế cũng như là về mặt chính trị. Và chỉ có cái khâu về mặt văn hóa là chúng ta còn đang lủng củng thôi. Chưa có một cái ID, tức là chưa có một cái hòa nhập với những cộng đồng khác. Thì quý vị, nhưng mà nó cũng sẽ đi tới thôi. Nó cũng sẽ đi tới với những thế hệ kế tiếp. Thì với những thế hệ kế tiếp chúng ta đã bắt đầu có những người chen chân vào cái lĩnh vực này rồi. Và từ từ nó sẽ phát triển thêm thôi. Vấn đề ở chỗ là cái sự phát triển này, người Việt tự hào là từ hai bàn tay trắng hết. Họ không nhờ vào cái quốc gia gốc hỗ trợ cho họ. Không có. Tại vì người Việt ở hải ngoại là người Việt tị nạn cộng sản. Cái quốc gia gốc bây giờ được cai trị bởi chế độ cộng sản. Do đó họ không có nhờ vả gì được hết. Và họ cũng không muốn nhờ vả nữa. Và những gì họ có ngày hôm nay là do chính hai bàn tay của họ tạo ra. Vấn đề ở chỗ là có một số người tội nghiệp lắm. Là sau một thời gian vất vả ở Mỹ thành công có được chút tiền thì là bị chiêu dụ. Cuối cùng quý vị chạy về bên Việt Nam đầu tư buôn bán gì đó. Kết quả 10 người hết 9 người ôm đầu máu chạy về Mỹ. May mắn là còn giữ được cái mạng không bị ở tù. Về Mỹ thì mất hết tài sản. Trong khi số khối tài sản đó nếu còn ở Mỹ thì đâu có đến nỗi nào. Nhưng mà mang về Việt Nam đầu tư thì cuối cùng cứ bị chạy về Mỹ gọi là mất hết tài sản. Còn có những người không may mắn là đang nằm trong nhà tù. Không về Mỹ được. Thì quý vị, đây là một trong những cái hướng mà tôi cho rằng là đánh dấu 49 năm, đánh giá lại cái quá trình của người Việt sau khi mà có mặt tại Mỹ. Thì gần như cộng đồng chúng ta về mặt tổng thể phát triển rất tốt trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tức là về mặt tổng quát là chúng ta có được rất nhiều những cái sự phát triển rất là tốt. Đương nhiên vẫn còn có những cái thiếu sót chưa đầy đủ. Nhưng mà cái đó cần thêm thời gian. Cần thêm thời gian. Và thứ hai là chúng ta có một cái tự hào hơn những cộng đồng khác. Tất cả đều từ hai bàn tay trắng. Tất cả đều từ đầu. Và chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta đã đạt được cái chỗ đứng khá vững trong cái xã hội Mỹ. Tức là ít nhất cái cộng đồng Việt Nam đã bắt đầu có được cái chỗ đứng ở trong cái cộng đồng Mỹ. Tương đương với lại cộng đồng người Nam Hàn, người Nhật Bản, người Hoa, người Philippines, người Thái, người Ấn Độ. Thì quý vị thấy là bây giờ số lượng người Việt ở đây đứng hàng thứ tư trong tất cả các cộng đồng gốc Á và Á Châu Thái Bình Dương. Thì đứng đầu tôi vẫn nói với quý vị là cộng đồng người Ấn Độ. Đứng thứ nhì là cộng đồng người gốc Hoa. Đứng thứ ba là cộng đồng người Philippines. Chúng ta đứng hàng thứ tư về mặt dân số là chúng ta đứng hàng thứ tư. Chúng ta có dân số người Việt gốc Việt ở đây nhiều hơn cộng đồng Đại Hàn, nhiều hơn cộng đồng Nhật Bản, nhiều hơn cộng đồng người Thái, nhiều hơn cộng đồng người Indonesia hay người Malaysia. Chúng ta có một cái cộng đồng người Việt ở đây khá mạnh và sự phát triển này vẫn tốt và con em chúng ta những đứa mà ở thế hệ thứ hai, thứ ba thì đã bắt đầu tạo được những cái chỗ đứng ở trong dòng mainstream. Thì quý vị, đó là cái sự thành công của người Việt trong suốt 49 năm. 49 năm chúng ta đã có một cái sự gọi là nỗ lực và trong đó là mồ hôi,
máu và nước mắt của nhiều người để hình thành được một cộng đồng người Việt đang phát triển tại Mỹ. Và đương nhiên chúng ta không phải chỉ có phát triển vào một tập trung vào một lĩnh vực nào. Chúng ta rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì bây giờ những cái thiếu sót mà lần trước tôi có nói thì nó sẽ là cái bước kế tiếp của thế hệ kế tiếp. Ở cái thế hệ của chúng tôi năm nay là 50 mấy, gần 60 rồi. Thì cái thế hệ của chúng tôi là thế hệ gọi là 1.5. One and half. Chứ không phải là thế hệ thứ hai. Không phải là second generation. Thì quý vị, thì cái thế hệ của chúng tôi là đang là cái cầu tiếp nối giữa một cái thế hệ lớn tuổi còn đậm cái chất văn hóa Việt Nam và một cái thế hệ mới là thế hệ thứ hai, thứ ba đang sống trong cái văn hóa Mỹ và đang cố gắng làm sao dung hòa cái văn hóa của Mỹ và cái văn hóa gốc của tụi nó. Thì ở khúc này thì mấy đứa nhỏ vẫn còn đang bị phân vân giữa một cái văn hóa nó quen sống từ nhỏ tới lớn với một cái văn hóa cũ của ông bà cha mẹ để lại. Thì bây giờ nó đang nằm ở trong cái tình trạng gọi là phân vân, hoang mang một chút. Nhưng mà đi dần dần thì nó sẽ hòa nhập được. Nó sẽ hòa nhập được và nó sẽ chọn ra được cái hướng đi cho nó. Thì đó là cái sự thành công của người Việt. Có thể nói rằng là cho tới ngày hôm nay, dù có những cái xào xáo trong cộng đồng, dù có những cái lời qua tiếng lại, có những cái mà quý vị gọi là gió tanh mưa máu, nhưng mà nhìn chung tổng quát thì cộng đồng Việt Nam đã có sự thành công, phát triển rất nhanh, đều đặn và ở nhiều lĩnh vực. Thì đó là cái mà tôi ghi nhận được trong cái nhân dịp đánh dấu là năm nay năm thứ 49. Tức là tính từ cái dấu mốc 30 tháng 4 năm 1975 cho tới bây giờ. Thì khi mà chúng quý vị nhìn lại tất cả quá trình thì có những cái bi thương, có những cái vui buồn và có những cái gọi là xích mích, mất đoàn kết. Nhưng nhìn chung thì cái cộng đồng Việt Nam vẫn đang phát triển rất tốt. Và đó là cái dấu hiệu cho thấy rằng là nó sẽ còn được điều chỉnh nữa trong tương lai chứ không phải dừng lại ở khúc này. Sẽ có những cái điều chỉnh và nó làm cho cộng đồng càng lúc càng tích cực hơn. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện của tôi liên quan tới cái dấu mốc của 30 tháng 4 1975. Cho tới bây giờ 49 năm, cộng đồng người Việt đã trưởng thành như thế nào? Đây là cái bài nói chuyện của tôi để cho khán giả ở bên ngoài nước Mỹ và kể cả ở Việt Nam hiểu rõ được cái quá trình của chúng tôi khi mà chúng tôi phát triển cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở đây. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.